À, kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở Bình Tân vào ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 9, thì đây là cái ruộng của Hoa đã sản xuất theo cái quy trình của chúng tôi là phân hữu cơ Goldfield 02 bón lót cộng với NPK, và trên dòng là tưới cái sản phẩm là bio BL ở trên dòng trước khi xuống để ngừa cái bệnh thối rễ ngay từ đầu, chết nhát ngay từ đầu, và phun khi trồng rồi thì phun cái sản phẩm là siêu lưng bò, sản phẩm siêu lưng bò rồi lưng phiên với cái sản phẩm áo giáp kẽm, và tới giờ này đã đậu trai như thế này. Đây là trái, trái gốc, đây là những trái nhánh lên trên đây ha. Tại vì hơi ngược nắng nhau gì đó, rất đẹp. Và ở trên thì trong hộp có dịch bệnh thì cho phun Elixir và cái Camin để đặc trị cái bệnh do nấm, cái là sương mai đó. Dạ này đã 5 ngày rồi không phun, chưa phun lại nè, bắt đầu có dịch bệnh rồi ha. Đó, và phun để lấy nhị là phun sản phẩm là MBZ Italia. À. Rất đẹp, rất hiệu quả và lực đọt rất là lực. Tuy nhiên là cái này nó hơi vượt đọt rồi, hơi thừa phân, tôi sẽ cho điều chỉnh lại để giúp cho cái đọt nó vừa vừa thôi, nó không giọt quá. Và cái vấn đề là mỗi một lóng là một trái để tăng cái hiệu quả sử dụng lên. Còn đối với cái con ruồi vàng thì bà con nông dân là có kỹ thuật là treo, đây treo, cái này gọi là lông não hay là gọi băng phiến nha. À, để xua đuổi con ruồi vàng. Và ở trên thì chúng tôi phun cái vấn đề cái con sâu và con bọ trĩ bằng sản phẩm Clodin, lưng phiên với là cốc chúa hoặc hậu gặp. Rất hiệu quả. Nếu quý vị quan tâm hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 0949 237 249. Goldfield lắng nghe và chia sẻ.